Chào các bạn, video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở thẻ tín dụng mà không cần chứng minh thu nhập nhé. Thì đầu tiên là các bạn phải đủ từ 22 tuổi trở lên. Vì 22 tuổi trở lên thì ít nhất là các bạn cũng đã bắt đầu đi làm rồi, thì cũng bắt đầu có thu nhập, và ngân hàng người ta đa phần là tối thiểu là phải cho từ 22 tuổi trở lên mới được đăng ký. Thì cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn dùng căn cước cũ cũng được, mà căn cước mới gắn chip cũng được. Đấy, còn chứng minh thư thì bây giờ cũng vẫn đăng ký được, nhưng mà nó kiểu là giấy tờ nó cũ quá rồi ấy, các bạn nên đổi sang dùng căn cước nhé. Thì các bạn sẽ vào cái trang cá nhân của mình này, có một cái phần là mình để một cái link, các bạn bấm vào đấy, linkngocuoc.com gạch chéo mở thẻ tín dụng này. Đấy, bấm vào xong thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì ở đây mình để ba cái ngân hàng, cái ngân hàng đầu tiên là TPBank, ngân hàng thứ hai là VIP, ngân hàng thứ ba là VPBank. Thì đây là ba cái ngân hàng mà các bạn đăng ký thẻ tín dụng thì không cần chứng minh thu nhập, nếu như mà hiện tại là các bạn đang làm tự do hoặc là sinh viên. Đấy, thì các bạn chỉ cần bấm vào và làm theo hướng dẫn thôi, nhập số điện thoại và chụp ảnh căn cước, sau đấy là chụp ảnh quay video avatar của các bạn, ý là quay hình mặt các bạn đấy là được, thì ngân hàng người ta sẽ cấp thẻ và cấp hạn mức trực tuyến luôn. Và sau khi cấp thì chỉ có tầm khoảng độ 30 phút đến 1 tiếng sau là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cái thẻ đấy luôn nhé. Không cần phải nhận cái thẻ vật lý giống như mình như này. Tức là thẻ thì nó sẽ là thẻ thẻ điện tử, các bạn gọi là thẻ phi vật lý đấy. Các bạn không cầm nắm được nhưng mà các bạn vẫn có thể sử dụng được, và sau sau khi mà nhận được cái thẻ vật lý như này thì các bạn chi tiêu cái hạn mức nó sẽ cao hơn. Còn hiện tại thì hạn mức người ta cấp cho các bạn chỉ tầm khoảng độ 5 triệu thôi, các bạn cứ dùng tạm đi. Tầm 3 ngày sau là sẽ có thẻ vật lý để sử dụng. Thì đây là ba cái ngân hàng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, do là không cần phải chứng minh thu nhập. Còn mở thẻ tín dụng thì nếu như bạn nào mà đang đi làm có bảng lương, hay là bạn nào mà đi làm lâu năm và đã từng mua bảo hiểm rồi, gói bảo hiểm nó từ trên 30 triệu trở lên, thì đăng ký nó rất là dễ luôn. Thứ nhất là có bảng lương, thứ hai là có bảo hiểm nhân thọ, thứ ba là các bạn có sổ tiết kiệm. Nhưng mà nói chung là ba cái điều kiện như trên thì mình nghĩ là các bạn cũng không cần phải mở thẻ tín dụng nữa, vì là những người mà có cả ba thứ đấy đa phần là tiền cũng dư giả rồi, không cần phải dùng đến thẻ tín dụng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.